D1 lộ giới 52 m và quốc lộ 14 lộ giới 72 m. <laughs> Ngay đây như quý vị, chúng ta có thể thấy BKMX đã triển khai để chuẩn bị thông trục đường D1 này từ giai đoạn 1 qua giai đoạn 2 và qua giai đoạn 3 về tới trạm thu phí Thành Tâm. Và trước mắt trọng thơ là trục đường D1 với lộ giới rộng 50 m nha quý vị, rộng 50 m. Cả nhà chúng ta có thể thấy ạ, trước mắt chúng ta là trụ sở chính của BKMX Bình Phước đã hiện hữu tại đây. Và hiện tại thì các à, uh, cán bộ đầu ngành đang làm việc tại uh, trụ sở chính của Begamex này giống như là trụ sở chính của Begamex IDC tại Bình Dương nha quý vị. Và đặc biệt những cái vị trí đất nằm ở trong khu công nghiệp Begamex giai đoạn 1 này hiện tại có những vị trí chủ gửi cho trọng thơ giá chỉ khoảng 4 4 đến 4,5 triệu một mét vuông nha quý vị. 4 đến 4,5 triệu một mét vuông thôi. Mỗi lô là có diện tích ngang 5 sâu cho 30 đất của chúng ta đất ở đô thị full thổ cư và ưu điểm trong khu này là đặc biệt là được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng tiền chúng ta có thể xây dựng để ở xây dựng ký ốt phòng trọ cho, cho thuê xây dựng những cái tiện ích buôn bán kinh doanh đều được tại khu vực này chúng ta chạy thẳng vào 300m là tới các công ty nhà máy của khu nghiệp Begamex 311 ha đã hoạt động từ 2018 và hiện tại mật độ phủ kín lên tới 60% và tại khu vực này thì những sản phẩm bất động sản giá rẻ thì ngày càng khan hiếm và hiện tại à, có một số lượng khách hàng trong cả nước chúng ta đi bắt đáy bất động sản trong thời điểm vừa qua rất là tốt nha quý vị, rất là tốt. Cho nên những sản phẩm mà giá đáy của thị trường đã được thanh khoản và chúng ta hãy nhanh chân để chúng ta gọi cho trọng thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để chúng ta sở hữu những bất động sản giá rẻ à, nhất tại khu nghiệp và đô thị BKM trên thành Bình Phước. Khi bất động sản ngày càng khan hiếm thì chúng ta biết giá bất động sản sẽ tăng trở lại. Và lúc đó chúng ta sẽ là những nhà đầu tư khó để chúng ta sở hữu được bất động sản mà tại thời điểm này chúng ta có thể sở hữu được. Tại sao chúng ta không sở hữu tại thời điểm này mà chờ à? chờ liệu bất động sản có xuống hay không hay là tăng. Quý hàng hãy bình luận ở bên dưới về ý kiến của mình và nhớ đăng ký kênh để có những sản phẩm Megamix chân thành, giá rẻ nhất, lợi nhuận nhất, tốt nhất tại thị trường Megamix Bình Phước. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.